Như các bạn xem video trước á, thì các bạn cũng biết là nhà mình có nuôi một con mèo, à quên, hai con. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà mình chăm sóc nó với lại là nuôi nó như thế nào mà để nó trở lên ốm yếu như vậy. Tính từ thời điểm mà mình order nó trên Zalo á, thì tới bây giờ cũng đã 8 tháng rồi. Trong lúc nuôi nó thì mình nghĩ là mình được nhiều hơn là mất. Mình được dọn cất cho nó nè, mình được cho nó ăn nè, mình được tắm cho nó nè, mình được chở nó đi thiến. Còn nó mất á, thì mình nghĩ là mình mất trên dưới 10 triệu thôi, không có sao đâu. Tại vì mình cũng giàu á, mình cũng thấy nó hợp lý. Với lại là mình khuyên các bạn là nên không nuôi mèo. Về đồ ăn của nó thì hiện tại mình đang cho nó ăn loại hạt này. Trước đây á, thì mình cũng thử nhiều loại hạt, nhưng mà mình thấy là mấy cái hạt đó nó bị khô, nó không có ẩm, nên là mình mới đổi sang cái loại hạt này. Mình thấy là mình cũng hơi vô duyên, tại vì mình không ăn đồ ăn mèo á, nhưng mà mình quyết định đồ ăn của nó nên là mà. Còn về pate á, thì mình cho bé ăn loại này. Thì mình thích cho nó ăn cá thì mình cho nó ăn cá thôi. Tại vì mình thấy mình không thích cho nó ăn gà, mình nói giỡn thôi. Lúc mà mình muốn cho nó ăn gà thì mình sẽ mua cái ức gà tươi á, sau cái mình sắc ra mình để cho nó ăn sống luôn. Nhưng mà gần đây mình phát hiện ra một thứ, tại vì con mèo nhà mình nó rụng lông nhiều quá thì mình mới tìm hiểu là làm sao để cho nó bớt rụng lông lại. Mình phát hiện ra một cái này. Cái này là dầu cá dành cho chó mèo. Nó giống như là omega 3 cho người á, thì nó tốt cho tóc. Khi mình mua về á, thì mình cũng nghi ngờ. Mình kiểu giống như là sao mà cái dầu này nó có thể giúp cho cái lông của nó chắc hơn được, với lại kiểu như là bớt rụng lông được. Nhưng mà thật bất ngờ, nó hiệu quả. Mình mới dùng có 5 gói này thôi á, mà nó đã bớt lông hẳn luôn á. Nên là mình nghĩ là cái này nó hiệu quả thật và các bạn nên mua. Mình sẽ để cái tên ở dưới này. Về việc vệ sinh á, thì mỗi 2 tuần mình sẽ cố gắng tắm cho nó một lần. Tại vì tụi mình ở chung cư á, nên là nó không có bụi nhiều. Với lại là mình cũng không có cho nó đi ra ngoài hành lang nữa. Đó các bạn thấy không? Mặc dù mình không tắm nhiều nhưng mà cái lông nó vẫn trắng. Tại vì không có bụi nhiều á. Thì mình có 2 kiểu để tắm cho nó à, một là tắm khô thì mình sẽ dùng cái này. Các bạn không muốn tốn thời gian nhiều nhưng mà các bạn vẫn muốn cái lông nó sạch thì các bạn sẽ dùng cái phương pháp này. Mình thấy nó nhanh. Các bạn chỉ cần nhấn cái này rồi xong nó ra bọt, và sau các bạn bôi toàn thân cho nó với lại là massage cho nó, rồi nó sẽ tự bay hơi đi hết. Còn nếu mà mình tắm nước á, thì mình sẽ dùng loại này. Cái này là sữa tắm cho mèo trắng. Tại vì những con mèo lông trắng nó khó làm sạch hơn những cái màu khác, nên là phải mua cái loại mà dành riêng cho màu trắng. Mình thấy nó cũng hơi thơm nhẹ hơn chứ nó không có thơm bằng cái này. Nhưng mà tất nhiên là đối với nước thì là nó sẽ sạch hơn. Còn về vấn đề nhỏ mắt với nhỏ tai là mình sẽ dùng cái này. Cái này mình mua ở trên Shopee, mình không biết đọc như nào nữa, tại vì toàn tiếng Trung mà. Còn về vấn đề đi vệ sinh thì như các bạn cũng đã thấy đó, mình sẽ có một cái này. Lúc đầu á, mình tiết kiệm tiền, mình mua cái giống như là một cái thau vậy á. Nhưng mà mấy con quỷ này nó không có vừa. Nó đào 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 ra cát, nó bay tứ tung luôn. Ngày nào mình cũng dọn bó cho dọn luôn, nên là mình quyết định là mình mua một cái này. Thì cái này nó rất là tiện, nó tất nhiên là nó đắt hơn những cái khác rồi. Nó cỡ mình nhớ là như 500 mấy, phải 500 mấy hay 600 gì đó. Thì với cái thùng này á, khi mà nó đào cát á, nó sẽ không bị cát văng ra ngoài. Với lại là khi mà nó đào cát xong xong nó nhảy lên cái đường này, cái cát nó sẽ mắc lại ở đây, nó không có bị rớt ra ngoài này. Mình không có cần phải dọn dẹp cát xung quanh nhiều. Một điểm nữa là cái này nó rất là dễ thương, tại vì nó màu hồng với màu trắng á, nó giống như màu của nó luôn. Các bạn thấy cái mặt nó không? Này cái mặt này. Tới đây á, thì các bạn sẽ thắc mắc là cái loại cát nào mình đang dùng. Thì mình đang dùng cái loại cát này. Cái này là cát thủy tinh. Mình thấy nó rất là sạch, tại vì khi mà mình dọn á, thì mình hốt cái cát lên, cái nước tiểu nó không có bị dính vào cái thau. Còn mấy cát khác á, mặc dù nó rất thành cục nhưng mà nó vẫn bị dính vào mấy cái thành của cái thau á, nên là mình không thích lắm. Nhưng mà cái điểm không tiện của cái cát này á, là khi con mèo các bạn dễ chảy. Tại vì cái loại cát này nó không có đóng cục lại như những cái loại khác, nên là mình nghĩ nó rất là dư. Bên cạnh những cái nhu cầu thiết yếu với lại sinh tồn của nó, thì mình sẽ tới với một cái nhu cầu khác nữa, đó là đồ chơi. Tại vì mình với lại là người yêu mình đi làm cả ngày á, bỏ nó ở nhà một mình nên là mình sợ nó buồn. Nên là mình nghĩ là mình phải mua đồ chơi cho nó, tạo ra cái sự năng động á, chứ không là nó bị trầm cảm. Đây là cái thứ đầu tiên mà mình mua cho nó. Cái này là một cái cột cào móng ở đây, với lại là cái chuồng nó ở đây. Thì lúc mà nó còn nhỏ thì nó thường nằm trên này. Cái món này là cái món mà nó thích nhất, là cái cục này. Mỗi lần mình cầm cái này lên á, rồi nó hứng hở liền à.
không có cái đồ chơi nào bằng cái cục này hết trơn á, rẻ nhưng mà rất là thích nha, nên là mình nghĩ là mình sẽ mua thêm một vài cái khác đó. Các bạn nhìn cái lông là các bạn thấy cái sự hứng thú của nó như nào không? Lúc nhỏ khi mà giỡn với nó hay cào hay cắn mình lắm, nên là mình mới nghĩ là mình phải mua một cái gì đó mà khi mà nó cắn mình á thì mình phạt, mình đánh vô người nó, thì mình mua cục này. Nhưng mà cuối cùng nó đâu có sợ, nó cầm nó chơi với cái cục này rồi xong nó dùng cái cục này để nó ngủ nữa. Mình mua mấy cái này cũng lâu rồi mà mình chưa mua lại đồ chơi cho nó, nên là 2 tuần trước mình có mua một cái mới. À, cái này Diền ăn con này lắm nhưng ăn đâu có được. Nè, nó cắn mất cái đuôi rồi nè, nhưng mà nó không có cắn ra được cái dây này. Và con này nó vẫn ở đây, nó vẫn còn sống. Nhưng mà hiện tại là nó đã từ bỏ cái ý định là giết con này rồi, nên là mình cũng an tâm. Em gì đó? Thì đó là cái cách mà mình chăm sóc cái con mèo của mình. Tại vì hồi xưa mình cũng không có thích mèo á, nên là mình không có nghiên cứu, với lại là mình không có tìm hiểu nhiều về mèo. Nên là nếu mà các bạn xem cái video này mà các bạn thấy mình làm sai ở chỗ nào thì các bạn cứ comment phía dưới nha. Tại vì mình cũng đang học hỏi thôi, chứ mình không phải là chuyên gia trong cái chuyện nuôi mèo đâu. Mặc dù mình không có nhiều kinh nghiệm như những người khác, nhưng mà trộm vía là bé mèo của mình cũng mập mạp, nên là mình cũng rất là vui. Nói chung hồi nãy trời chia sẻ cũng nhiều rồi đó, thì mình cũng hết thứ để chia sẻ rồi. Mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Nếu mà các bạn thích á, thì các bạn nhớ thả nút like cho mình, với lại nhớ subscribe mình nha. Subscribe nha mọi người. Kêu mọi người sub đi con. Cầu xin đi. Bye bye.